Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ Đinh Hương, đồng thời là chuyên gia khám và tư vấn dinh dưỡng. Trong 10 năm qua, tôi đã giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân giải quyết vấn đề sức khỏe. Tôi rất vui và cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh YouTube của tôi. Ổn định đường huyết là một mục tiêu quan trọng trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Đường huyết là chỉ số thể hiện lượng đường trong máu hay lượng glucose trong máu. Glucose trong máu được tạo thành từ glycogen ở gan. Khi lượng đường huyết trong máu giảm thì glycogen ở gan sẽ phân giải để tạo thành glucose. Glucose trong máu còn được tạo thành từ việc phân giải carbohydrate có trong thực phẩm để tạo thành glucose. Sau đó glucose sẽ được hấp thu vào máu. Carbohydrate còn có tên gọi khác là glucid hoặc gọi là chất bột đường. Có nhiều người cho rằng những thực phẩm chứa carbohydrate là thủ phạm gây ra béo phì, tăng cân, bệnh tiểu đường. Đây là những suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Chính vì vậy tôi làm video này chia sẻ về carbohydrate. Sau khi xem video, các bạn sẽ biết được carbohydrate là gì và vai trò của nó đối với cơ thể. Carbohydrate là xấu hay tốt với cơ thể, đặc biệt là ở bệnh nhân tiểu đường. Carbohydrate là một thành phần cơ bản trong thức ăn mà cơ thể con người sử dụng để tạo ra năng lượng. Carbohydrate cung cấp khoảng 50-60% nhu cầu năng lượng hàng ngày cho cơ thể. Hệ thống thần kinh trung ương sử dụng 140g glucose hàng ngày. Carbohydrate có 3 dạng chính, đó là tinh bột, đường và chất xơ. Khi mua thực phẩm đóng gói, thuật ngữ tổng lượng carbohydrate đề cập đến cả 3 loại này. Với đường, có 2 nguồn. Các loại đường tự nhiên như trong sữa và trái cây. Đường bổ sung được thêm vào trong quá trình chế biến thực phẩm công nghiệp, chẳng hạn như soda, đồ ngọt, bánh kẹo. Có thể bạn đã nghe thấy nhiều loại đường bổ sung được gọi bằng các tên khác nhau, hoặc thấy một trong những loại đường này được liệt kê cho các thành phần của nhãn thực phẩm, chẳng hạn như dextrose, fructose, lactose, đường ăn, đường củ cải, mật ong, siro ngô, maltodextrin, maltose, caramel. Đây chỉ là một trong số rất nhiều những tên gọi của các loại đường khác nhau được bổ sung vào thực phẩm. Tinh bột. Cố gắng chọn những loại thực phẩm chứa carbohydrate nguyên chất, ít chế biến. Tinh bột có chứa trong các loại rau giàu tinh bột như ngô, bí, khoai tây. Các loại đậu như đậu năng, đậu đen, đậu Hà Lan. Có trong ngũ cốc bao gồm gạo, lúa mạch, yến mạch. Các sản phẩm làm từ lúa mì như bột mì, bánh quy giòn. Ngũ cốc nguyên hạt đã được thu hoạch và phơi khô, ít chế biến. Chúng cung cấp chất xơ cũng như các vitamin thiết yếu, chẳng hạn như vitamin B, vitamin E, cũng như các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của cơ thể. Ngũ cốc tinh chế là gì? Ngũ cốc tinh chế là những loại ngũ cốc mà được xử lý để loại bỏ lớp vỏ cám bên ngoài và hầu hết các thành phần dinh dưỡng của hạt, chẳng hạn như chất xơ, các vitamin, các khoáng chất. Đây là những thành phần có lợi có chứa trong ngũ cốc nguyên hạt. Để tránh các bệnh do thiếu hụt vitamin và khoáng chất, nhiều công ty đã thêm các vitamin và khoáng chất cần thiết bổ sung vào trong quá trình chế biến, tức là quá trình làm dầu mà bạn có thể nhìn thấy ở trên nhãn thực phẩm. Do vậy, khi đọc danh sách các thành phần trên nhãn thực phẩm, hãy tìm các sản phẩm liệt kê ngũ cốc nguyên hạt hoặc lúa mì nguyên hạt làm thành phần đầu tiên thay vì được làm giàu. Chất xơ. Chất xơ không được tiêu hóa, không có năng lượng, có nguồn gốc từ thực vật, chẳng hạn như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt. Chất xơ hoạt động giống như chổi xẻ để đẩy các cái tế bào chết cũng như các chất thải ra bên ngoài. Chất xơ giúp chúng ta cảm thấy no và giúp giảm cholesterol. Ngoài ra, chất xơ còn cải thiện tiêu hóa, giúp kiểm soát lượng đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng lớn cho cơ thể, đặc biệt là cung cấp năng lượng cho não hoạt động.
Carbohydrate hoàn toàn có lợi, nên chọn những loại thực phẩm chứa carbohydrate phức hợp để đường huyết tăng từ từ, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tránh các loại carbohydrate đã qua tinh chế, được bổ sung vào đồ ăn công nghiệp. Thực phẩm đã qua tinh chế có xu hướng chứa nhiều carbohydrate, có nhiều khả năng khiến lượng đường huyết tăng đột biến, đồng thời cũng rất ít vitamin, khoáng chất và chất xơ. Do vậy, ăn thực phẩm chứa carbohydrate có lợi hay hại cho sức khỏe là phụ thuộc vào việc lựa chọn loại thực phẩm chứa carbohydrate tốt hay xấu và lượng carbohydrate ăn vào. Tốt nhất nên sử dụng các cái nguồn carbohydrate tự nhiên, chẳng hạn như hoa quả, các loại rau, sữa, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, các thực phẩm thuộc họ đậu và cần chú ý tổng lượng carbohydrate ăn vào. Các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào hình quả chuông. Bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video khi tôi xuất bản video mới. Các bạn hãy like và chia sẻ video vì tôi biết rằng sẽ có rất nhiều người cần video này. Nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì, các bạn hãy để lại bình luận phía dưới hoặc nhắn tin qua page Facebook Dinh dưỡng cá thể với username a.dinhdưỡngcathe, hoặc các bạn có thể nhắn tin với tôi qua Gmail dinhdưỡngcathe@gmail.com, hoặc các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua số điện thoại 0977 382 196. Cảm ơn các bạn thật nhiều.